Mây và Núi thân mến chào các bạn. Nếu các bạn đang du lịch châu Âu nhân dịp Giáng sinh này, các bạn hãy ghé tham quan thành phố Lille ở miền Bắc nước Pháp nhé. Nếu các bạn không thể đến tham quan hội chợ Giáng sinh, chúng ta sẽ cùng xem video này. Noel năm nay, thành phố Lille mừng 30 năm sự hiện diện hội chợ Noel. Người ta gọi đó là Village de Noël ở quảng trường Rio. Chúng ta không những mua sắm mà chúng ta sẽ thích thú ngắm phố đi bộ này. Đó là nơi diễn ra các hoạt động hấp dẫn và các dịp lễ lớn, đặc biệt dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Chúng ta có thể mua tặng nhau những món quà mang ý nghĩa cầu chúc bình an và may mắn cho những người yêu thương và quý mến. Một trong những món quà đơn giản mà chúng ta có thể trao tặng cho nhau đó là những tấm thiệp Giáng sinh tự làm với bàn tay khéo léo, với màu sắc đặc trưng của Noel và hang đá, ông già Noel, bông tuyết trắng, cây thông, vỏ trâu, vân vân và vân vân. Các bạn sẽ thú vị nhìn thấy những tấm thiệp chúc mừng tự làm với nghệ thuật kirigami, đó là kỹ thuật cắt giấy của người Nhật Bản. Vào thời điểm Giáng sinh, thời tiết thường rất lạnh, thậm chí có nơi còn có tuyết. Đó cũng chính là lý do vì sao mọi người thường tặng nhau những đồ dùng bằng len, khăn, mũ, áo, găng tay, tất, vân vân. Đặc biệt với các kiểu màu đa dạng, tất cả không những đem lại niềm vui nhìn ngắm, mà đều có ý nghĩa mang lại sự ấm áp, sự ấm tình yêu thương, nhất là trong mùa đông giá lạnh. Không khí Giáng sinh ngập tràn không những ở nhà thờ, nhà dòng mà còn ở các phố phường, ngõ hẹp từ các trung tâm thương mại, siêu thị đến các shop quần áo, quán ăn, tiệm bánh. Vì vậy, chúng ta tự tạo niềm vui bằng cách trang trí Noel cho nhà cửa, trường học, ngay cả văn phòng với hang đá, cây thông, quả châu Noel, dây đèn nhấp nháy, nến thơm. Ở hội chợ này, ngoài những đồ trang trí Noel đơn giản, chúng ta sẽ thú vị với thêm nét độc đáo văn hóa của người Pháp. Đó là Lê Sơn Tông sản xuất ạt mặt xây được trưng bày bán ở hội chợ này. Mặt xây là một thành phố cảng của nước Pháp ở miền Nam. Lê Sơn Tông là những bức tượng bằng đất nung tượng trưng cho các nhân vật trong câu chuyện ra đời của Chúa Giêsu. Sô cô la cũng là một trong những món quà không thể thiếu trong dịp Noel và năm mới. Không chỉ thể hiện tình quý mến, sô cô la còn là một thực phẩm tốt cho sức khỏe. Vì vậy, món quà này thay lời quan tâm, lời yêu thương và lời chúc sức khỏe, an lành mà người tặng muốn dành cho người nhận. Chúng ta cũng hiểu thêm những sản phẩm chăm sóc cơ thể, da mặt hoặc làm đẹp, đặc biệt chế tạo với những kỹ thuật thủ công. Đó là các thương hiệu mỹ phẩm và trang sức của nước Pháp nổi tiếng. Ngoài ra còn có những món quà lưu niệm khác thật thú vị như ví da, dây chuyền, vòng đeo, quả cầu, thú bông, trò chơi, sách vở, lọ ướp. Còn có những đồ lưu niệm được chế tạo từ cây tre, vốn nổi tiếng ở Việt Nam, hoặc từ các loại gỗ khác nhau, rất tinh tế. Chúng ta còn thưởng thức những đặc sản khác nhau, những đặc sản của thành phố Lille, moule, con vẹt, raclette, phô mai được nướng cho chảy và sau đó phủ lên bánh mì hoặc khoai tây, frite, khoai tây chiên, fondue au risotto, bánh mẹt vây và gốc lê xích, nước mứt trái cây lên men, đặc biệt là rượu táo, bia. Thú vị nhất là thưởng thức văn sô, rượu nóng. Một ly rượu nóng ở thời tiết đang lạnh thì thật thú vị dường nào. Bên cạnh đó còn có những đặc sản từ các vùng khác nhau của nước Pháp, chẳng hạn foie gras, gan bé của vịt hay ngỗng, confit de canard, súp à lô nhung, canh súp hành tây, saveur de chèvre, galette de la feta nhỉ.
chúng ta thưởng thức vài món ăn của các nước khác, chẳng hạn như sirop de hafle từ nước Canada, chocolat et tourtron chino de nước Ý. Vậy là nhờ xem video này chúng ta đã đi du lịch đến thành phố Linh, ngày nay còn được mệnh danh là thành phố của nghệ thuật và thiết kế. Mây và núi thân mến chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới an khang thịnh vượng.